có phải là phụ nữ mà ấy nhiều thì sẽ ngon hơn không? Ấy nhiều sẽ ngon hơn à, tức là ấy nhiều ấy thì nó sẽ ngon hơn, sẽ ngon hơn, da rẻ đẹp hơn, mặt xinh hơn, tươi tắn hơn, tức là được gọi là ấy nhiều gì, được thông kinh mạch ấy. Ừ. cũng đúng, bởi vì nếu mà chị em nào mà được gọi là làm cái việc đấy đều đặn ấy, vâng, tâm lý nó sẽ thoải mái, vâng, mà tâm lý thoải mái nó sẽ vui vẻ, lúc nào cũng tươi tắn ấy, xinh xắn như thế. Thế sếp có làm chuyện đấy đều đặn không mà sao sếp đẹp thế? Hả? Hỏi thật, sếp có làm chuyện đấy đều đặn không? Bình thường. Bình thường à? À, thế mà sếp bảo sếp không có người yêu mà dạy sếp vẫn làm chuyện đấy đi, sếp làm chuyện đấy với ai? Với ai hỏi làm gì? Hả? Với ai hỏi làm gì? Hả? Hỏi thật đấy, sếp làm chuyện đấy với ai? Có phải mấy cái thằng nhân viên ở công ty không? Đôi bàn tay. Đôi bàn tay á? Đôi bàn tay thì làm sao mà da rẻ đẹp được, làm sao mà ok được? Làm với người yêu chứ làm với mấy thằng công ty. Sao sếp bảo sếp không có người yêu? Tôi không có người yêu thì phải trình báo cậu. Hay sếp bảo sếp không có người yêu thì sếp câu em à, cái nhìn cái mặt này cũng biết thả thính à? Hả? Tôi bảo tôi không có người yêu thì tôi phải trình báo cậu là tôi có người yêu à. Ở qua ngày hôm nay chị đi chơi với người yêu. Thế sếp có người yêu chưa? Không nói. Không nói á? Thế sếp có bồ chưa? Không nói. Thế sếp có tình một đêm chưa? Hả? Hả? Hỏi làm gì? Thế hãy em với sếp tình một trưa đi. Bây giờ chưa đến tối thì em với sếp làm cái tình một trưa đi. Được không? Cậu không bao giờ có cửa.